Sau khi Phượng Vĩ Nguyệt tỏ ra ngầu đã bị thương, thậm chí lãnh diện Vương Mộ Ngọc Sơn còn tự tay đút cho cô ấy ăn. Đứng đó làm gì vậy? Tự mình lại gần đây ăn đi. Thôi được rồi, Mộ Ngọc Sơn là người quý phái như vậy, chắc chắn không bao giờ cho ai ăn. Bây giờ tự giác cho tôi ăn. Đã tốt rồi. Phượng Đình Đình, nghe nói trước đây cô thích ăn những món nấm độc à? Tôi là một thầy thuốc, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác của người bị độc, nhân tiện thử lại vị của nấm độc đó. Nấm độc thật sự ngon, chỉ là cảm giác sau khi bị độc quá mạnh. Cô có phải nói ngược thứ tự không? Không có, không hề nói ngược. Đưa tiền đây. Tôi thắng rồi, điện hạ thật sự tự tay cho Phượng tiểu thư ăn à? Đúng vậy. Vĩ Nguyệt dù sao đi nữa cũng là nàng dâu tương lai, đừng nhìn vào bề ngoài lạnh lùng của điện hạ. Trái tim điện hạ dành cho Vĩ Nguyệt rồi. Nói không chừng giống lửa đồng dạng cực nóng. Nhưng tôi nghe điện hạ nói, anh ấy chỉ vì Phượng tiểu thư mà có thể giúp cô ấy một số việc mới ở lại bên cạnh. Ngoài ra, không có ý định gì khác. Anh ấy chỉ là mạnh miệt vậy thôi. Lại đánh cược một lần nữa không? Đánh cược cái gì? Chúng ta cược đi. Cược bữa tối hôm nay đi. Tối nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chữa lành. Nhìn xem vương gia điện hạ anh ta, liệu anh ta có giúp Vĩ Nguyệt không? Tối nay chắc chắn sẽ có thể. Vậy là có thể đòi lại số tiền mà lão gia đây đã thua. Không vấn đề, cược bao nhiêu? Thế này thì quá sảng khoái, vậy thì cược 300 lượng. Đương nhiên, tôi tin vào lời nói của điện hạ chúng tôi hơn. Các người làm gì vậy? Nói chuyện ồn ào trước cổng phủ. Vị tiểu huynh đệ này, bản phu nhân là hầu tước chủ mẫu. Hôm nay gặp phải một chút rắc rối, đặc biệt đến nhờ vương gia điện hạ giúp đỡ. Đã nhờ đến cửa rồi. Còn giữ vẻ đứng đắn của phu nhân, các người đợi một chút, tôi sẽ đi thông báo. Điện hạ, người của hầu tước phủ đến rồi, để họ đợi. Họ đến làm gì vậy? Không cần quan tâm, ăn mì của cô đi. Lão gia tỉnh dậy đi. Đúng rồi, vừa quên hỏi. Các người tìm vương gia điện hạ vì lý do gì vậy? Lão gia chúng tôi sáng nay bị nhiễm kỳ độc. Tất cả đại phu đều bó tay. Vì vậy muốn nhờ một chút, từ tiểu thần y bên cạnh vương gia điện hạ. Xin người ấy giúp đỡ. Bị nhiễm kỳ độc. Họ không phải đến để tặng tiền cho tôi sao? Thật là không dám nhận. Đến đây đi. Nhanh đưa người vào. Đừng để người đó đóng băng ngoài trời. Nếu không tôi sẽ mất lớn. Thần phụ kinh sĩ. Xin bái kiến điện hạ. Miễn lễ. Đã nhiều năm không gặp. Không biết Thái Phi Nương Nương gần đây có khỏe không? Tôi và Thái Phi Nương Nương đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tình cảm sâu đậm như chị em ruột. Đến đây để chữa bệnh cho chồng. Hay đến để làm quen với ai đó. Đã nghĩ xong, Phượng Vĩ Nguyệt nhìn qua Lục Huy đang nằm trên đất. Độc này là bị sao mà lại? Độc đã khiến mặt đen như cả tím rồi. Phượng cô nương, độc này có thể giải được không? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ. Sau khi kiểm tra xong, mới đưa ra kết luận. Nói xong, Phượng Vĩ Nguyệt bắt đầu khám cho Lục Huy. Thật không thể tin được là bị độc giống như tôi, nhưng nó nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi. Nếu kéo dài thêm một giờ, thần tiên cũng không thể cứu được. Phượng cô nương, tình hình của lão gia nhà tôi thế nào rồi? Tình hình này khá nghiêm trọng. Đại phu thông thường hoàn toàn không thể giải được độc này. Điều đó không phải là lời nói dư thừa sao? Nếu đại phu thông thường có thể chữa, chúng ta phải đứng ở cửa. Phải chờ lâu như vậy sao? Phượng cô nương, vậy thì bạn nghĩ chúng ta nên chữa như thế nào? Trước hết hãy tiêm cho ông Lục. Sau đó sẽ kê một số thuốc giải độc cho ông ấy. Loại bỏ độc tố trong cơ thể. Vậy thì xin Phượng cô nương hãy thử xem. Cái này. Phí khám bệnh này, hầu tước phủ chúng tôi không có thiếu tiền đâu. Đương nhiên sẽ không để Phượng cô nương thua thiệt. Vậy được rồi, mỗi mũi chăm cứu của tôi thu phí 100 lượng, theo tình hình của ông Lục, cần phải châm 100 mũi mới được. Đó là 10.000 lượng. Một ống thu phí 5.000 lượng. Cần sử dụng 6 lọ thuốc, chia thành 3 lần tiêm, một lọ 8.000 lượng. 3 lần tiêm cần 3 ống tiêm. Đó là 15.000 lượng. 6 lọ thuốc là 48.000 lượng. Tổng cộng 73.000 lượng bạc. 73.000 lượng. Cô ta có phải là nghèo quá hóa điên rồi không? Đã tốn công chuẩn bị một màn kịch như vậy. Mà cô ta chỉ muốn một chút như vậy à? Thật là đáng tiếc vì tôi đã dành tâm huyết. Phượng cô nương chẳng lẽ tâm tính quá ám muội rồi? Vừa mới không phải đã nói sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ. Bây giờ sao lại mở miệng to như sư tử chỉ trong nháy mắt? Huống chi, phủ hầu tước và phủ thái phó cũng có mối quan hệ. Tôi không thích nghe lời của bạn. Nhìn xem các dụng cụ cứu người của tôi. Bạn đã từng thấy trước đây chưa? Nói thêm nữa, tôi cũng không ép buộc mua bán. Hoàn toàn dựa vào ý nguyện của bản thân. Bạn muốn chữa hay không? Đúng vậy. Bạn có chữa hay không? Nếu không chữa thì hãy nhanh chóng đưa người đi. Đừng chết ở đây làm tăng thêm mất hận. Bộ trưởng thật tuyệt vời. Cái hố này đã lừa được một khoản tiền cho sổ sách. Tiền đã được đưa ra. Còn mở cửa hàng mì gói nữa à? Phu nhân, hãy quyết định nhanh. Lão gia không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Vậy thì 73.000 lượng. Nhưng bạn phải đảm bảo với tôi. Loại thuốc này mà không chữa khỏi được, bạn không được lấy một xu nào.
Tôi sẽ giữ ông ta trong tình trạng chờ đợi. Bạn hãy đi lấy tờ hóa đơn bạc ra, nếu không tôi sẽ không chữa. Hồ Cảm Phúc và bác Cảm Phúc, dù sao cũng là bạn bè từ thuở nào. Phu nhân và Thái Phi, ngày xưa cũng được gọi là chị em. Tên vương gia điện hạ này, hôm nay lại để yêu nghiệt Phượng Vĩ dám đe dọa chúng ta. Phu nhân đừng giận. Vương gia điện hạ là người như thế nào? Mọi người đều biết. Hiện nay đối với Phượng Vĩ Nguyệt, có lẽ cũng là vì mục đích riêng. Chờ tiểu thư học xong rồi xuống núi. Vương gia điện hạ gặp tiểu thư, chắc chắn sẽ yêu tiểu thư ngay. Đúng vậy, Thái Phi trước đây rất thích Yên Nhi. Còn nói rằng, sẽ đính hôn Yên Nhi cho vương gia điện hạ. Chỉ tiếc là, cô bé đó toàn tâm toàn ý rèn võ. Nay tại Hành Vân Tông việc học chưa hoàn thành, đã làm lợi cho Phượng Vĩ Nguyệt không cần thiết. Còn nửa năm nữa mới đến Lập Xuân. Phu nhân đừng vội, hãy tin vào tiểu thư. Tiền đã được đưa ra, có thể bắt đầu giải độc được chưa? Phượng Vĩ Nguyệt sau khi nhìn thấy tờ hóa đơn bạc đang ở dưới đất, mạnh mẽ tuyển mộ ra 100 mũi. Được rồi, ông ấy sao vẫn chưa tỉnh? Bình thường mà, tôi không cho ông ấy ăn tiên đan. Làm sao mà hiệu quả nhanh được như vậy? Ông ta mới tiêm một mũi thôi, còn hai lần nữa đấy. Cô đưa người đó về trước đi, sau 3 giờ sẽ có người đến tiêm. Lúc đó, Tân Bộ cảm thấy không thoải mái. Sau khi trả 73.000 lượng bạc, một nhóm người lại đưa Lục Huy ra ngoài. Cuối cùng, tôi cũng phát tài, được mang mắc tiểu phú bà rồi. Khi đến tiền, tay không đau nữa nhỉ? Thôi xong. Phượng Vĩ Nguyệt đưa hết ngân phiếu vào lòng ngực, nói với vẻ hài lòng. Đến tiền không cần dùng đến ngón tay bị thương. Ngón tay không bị thương của tôi rất linh hoạt. Đây là của bạn. Vĩ Nguyệt, bạn có thể để tôi cũng đến một lần chứ? Được không? Không vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ nấu cho bạn canh cá hồi đen, bồi bổ thân thể, được chứ?